thương. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 12, là buổi sáng ngày hôm nay tụi mình sẽ khui quà. Gia đình của Family Gilson sẽ khui quà Merry Christmas và chúc cho cả nhà một mùa Giáng sinh thật là an lành và nhiều ấm áp. Và bây giờ gia đình mình sẽ bắt đầu khui quà. Và đây chú chó nhà mình tên là Nova cũng đã có quà Giáng sinh, mặc một chiếc áo này đó. Và thời tiết mùa đông, đúng rồi, mùa đông năm nay của Texas không có lạnh, nhiệt độ nó thậm chí nó ở trong nhà còn nóng nữa. Nhiệt độ bên ngoài was 65°F, có nghĩa là 65°F thì chắc nó vào khoảng tầm 18-19°C bên ngoài, cho nên nó không có lạnh. Nhưng mà vì lỡ mua cái áo này rồi cho nên mặc cho chú bún của mình. Và bây giờ nhà mình sẽ bắt đầu khui quà nhé. Merry Christmas. Và bây giờ sẽ đến lượt Hasuko khui quà nhé. Wow. Ok. From Canada. From Canada. Thank you, family. From Canada. Okay. Wow. Honey, you see? Yeah. I like it. Oh, leave food and drinks at the door and then go away. Yeah, yeah, cái này là cái tạp dề. Oh, honey, I like it. Cook a lot. I don't like cooking. Thank That's you. Cute. Ah, I understand that in here là for grill ấy, đồ nướng. I like it. I like barbecue. I love barbecue. Honey. That's like for vegetables or fish. Thank you so much from Canada. Yes. I saw that. Hasuko from Cali. From Cali. Very cool. Wow. I remember a lot. Oh, I like it. Whoa. I like it. Thank you, Charlie, so much. And Mo. Yes, in her ashtrays. Whoa. Oh. No. No ashtrays. No. That's better ashtray than I love Kolo. Cái này là mâu sơn tay nè. Sơn tay xong tự làm á. That's nice. Oh, I love it when you have one too. Honey, what is this? Bây giờ mình khui quả bự lên đi. Quả này là của anh xã này. Ooh, what is this? Modern. You're watching this. I'm watching this.
here. Chân vô đây. Yeah, these are just, I don't know what it is. Oh,
come on. Thank you so much. Okay. Đó, mâm tặng cho mình một chiếc túi sách hiệu Coach. Hiệu này cũng rất là mắc tiền. Đó, và nó có dây đeo nữa nha cả nhà. Đây là một cái túi sách hiệu Coach. Where's my purse? Nồi chiên không dầu. Cái nồi chiên không dầu đây cả nhà. Nồi chiên không dầu. Này cá lóc. Bây giờ đây mâm. Mâm biết phần gì? Đây open. Open. Chicken, whatever you want. Một chai dầu thơm mâm tặng cho Hatsuko là một chai dầu thơm Microsoft mùi của hoa giống như hương hoa nhài á. So you can make french fries, Well, I want it big because that way you can put like in the whole meal. Yeah. Oh, very nice. I love you. Nè, mâm này. Oh. Wow. Mâm biết phần gì á? Vera Wang. Yeah. Very nice. Và mâm tặng cho mình một chai nước hoa hình trái tim. Ông xã thì tặng cho mình một chai dầu thơm mùi hoa hồng. Đó, cũng tượng trưng cho tình yêu. Còn đây là một trái tim mâm dành cho mình, cũng một tình yêu. Và đây là một cái chai của Michael Kors. Nghĩa là năm nay ha cô, ngập ngụa trong mùi thơm. Và đây là món quà ha cô tự tặng cho mình. Tự tặng cho mình để xem là gì nha. Cá lợn, I'm buying for you. You bought for you. Yeah. Yeah, that's how I. She bought for her and then wrapped it. Next year, you only buy for you. Next, buy for you. Oh, it's the young Lancome. Many perfumes she has. Yeah. Lancome. Yes, next year and my birthday, no perfume, please. Đây là một chai Lancome mùi rất là nồng nàn, quyến rũ, hợp với mùa đông. Đó, cả nhà thấy một ngày hôm nay một bãi chiến trường. Và một ngày hôm nay Hasco đã chia sẻ đến với cả nhà. Và bây giờ thì phải thu dọn chiến trường. Nhưng mà cả nhà thấy là ngày hôm nay Hasco năm nay nhận được rất là nhiều quà dầu thơm. Như vậy là hy vọng một năm mới sẽ là rất là nhiều may mắn. Và chúc cho cả nhà một Giáng sinh an lành nhé. Honey, Merry Christmas! Merry Christmas! Bye bye, love you so much! Chúc cả nhà Giáng sinh an lành và Happy New Year!
Đó, cả nhà thấy một bãi chiến trường không? Một bãi chiến trường. Bây giờ là thu dẹp chiến trường. Một bãi chiến trường. Ngập ngụa dầu thơm, túi sắt, rồi máy chuyên không dầu, rồi mát xa chân. Yes. Mâm nhà mình thì rất là thích Snoopy. Yeah. Cho nên á, nào thì mâm có lịch Snoopy, mâm có blanket, mâm có blanket Snoopy. Còn bây giờ ha, cô sẽ ra ngoài để xem là cái món thịt nướng của mình ngoài trời như thế nào nhá.